cái ý của anh. Nếu anh thích chơi cả hai thì anh đấy. Còn mỗi người một ý thích. Quả bệ tốt nhỉ. Cây cảnh thì có ai giống ai đâu. Ông được bảo ý của tôi này là đẹp. Đúng rồi. Theo ý của mình cái đó. Theo ý này. Còn nếu anh thích chơi cả hai thì mình cứ để thế. Rồi, bỏ quả bệ kinh quá. Giả quá, bây giờ giả quá. Làm cái lâm được. Đấy, mày rất nhiều cái đẹp. Mày lại đi chợ nha. Gian đầu tiên đây là đồ nghề. Còn xanh của cụ nào đây, già quá. Có vẻ như Nam Điền. Đằng kia còn rất nhiều cây, đi quay cái đã nha. Đây các bác, góc sầm uất nhất của chợ đây nhé. Da nhìn như Nam Điền như anh nhỉ? Vàng óng. Sần sùi vàng óng. Nam Điền xịn luôn. Rồi, nhìn cái da là biết. Đây cũng Nam Điền. Hai cái này mua đúng nhà. Hoàn tráng ấy, cái phôi hoàn tráng. Con này về bắt lên thay. Nhìn ra thì là đúng rồi đấy. Nam Điền luôn, Nam Điền thì ra đúng. Đảm bảo. Nhìn dễ cũng đúng rồi. Chuẩn rồi. Không có ra cái bắt đền đâu, ông ngày nào ông chở đây. Mấy cái này đúng Nam Điền. Xanh này, con xanh quê. Đây các bác nhìn những cái tay cành người ta cắt ra, người ta cắt ở những cái cây lớn ra này, nhìn vào cái gốc nó biết ngay này, xong người ta ươm thành những cái cây nhỏ. Các bạn nào mà chơi kiểu này thì nó nhanh hơn. Giấy ghế.
thích chơi cả hai anh đấy, còn mỗi người một ý thích. Quả bệ tốt nhỉ. Cây cảnh thì nó có ai giống ai đâu. Ông được bảo ý của tôi này là đẹp. Đúng rồi, theo ý của mình cái đó. Theo ý để đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu anh thích chơi cả hai thì mình cứ để thế. Rồi, bỏ quả bệ bình quá nhỉ. Giả quá, bệ này giả quá. Làm cái lâm được. Đấy, mày rất nhiều cây đẹp. Mua cây nào đấy bác? Cây tường vi à? Cây tường vi. Bỏ cái này ra. Không để trồng nên cái này. Không để trồng nên cái này. Lao này bé nhưng mà già. Chết đấy. Sườn cá. Chỗ này thì nhiều quá, quay chi tiết thì khó các bác. Kinh không? Xanh kinh. Cái quá nhỏ hơn anh nhỉ. Mini, dối mini. Hay để bàn hay. Cái này chậu quá nhỏ. Cái chậu bàn tay là được. Anh là cái này ngon quá. Đây củ vả đây. Cụm này là cụm vả rồi, nhìn lá to là cụm vả. Đấy, thế hôm nay cũng thấy một người bán cụm vả. Ôi,
chà, đi xa đẹp quá. Đây đẹp quá. Đang ra hoa. Linh Sam quế này hay. Đây lấy cái dưới này về chơi này, đẹp này. Đấy đẹp hết. Bông thì xăm. Xì xăm khá kỹ đấy. Và vết cắt thì hơi lở. Hay à, mình dưới đây. Bác này, lượn anh kia chơi vòng đi. Quế này mình nhìn cái như cái sư cá. Mun đen này đúng không ạ? Cây này có cái lọ hay phết nhỉ? Cổ đấy. Thằng mới ngày xưa đấy. Như bình vôi ấy nhỉ? Ai? Cái lọ á? Sộp à? Không? Ờ, siêu. Bằng nắm tay ấy nhỉ? Bằng già đấy. Ờ. Một hai tay đấy, một hòn đấy. Ừ. Hay đấy nhỉ? Cái là những cái nhỏ nhỏ này mua ở đâu? Những cái chậu ấy. À, bắt đầu. Ta biết cái con nào mình đặt thôi mà. Đúng không ạ?
mà có dịp đi buổi. Xanh. Góc cuối chợ này nó hơi ảm đạm hơn nhưng mà được cái nó lại giá tốt hơn. Nguyệt quế. Nguyệt quế. Dãy sơn liễu.